Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về cái sự kiện của ngày 26 tháng 7 của Liên Quân Mobile. Thì theo như mình thấy thì ở đây có hai cái sự kiện khá là hot và thú vị. Đó chính là cái sự kiện đăng nhập nhận quà. Có nghĩa là đây mình hiện tại mình đang là chuỗi sự kiện 26 tháng 7 này, nhận quà hết sảy này. Có nghĩa là mình chỉ cần đăng nhập vào ngày 26 tháng 7 thôi. Hôm nay là 2 năm rồi, có nghĩa là ngày mai nha các bạn. Các bạn sẽ nhận được trang phục Dashi các bạn ạ. Dashi, đây là hiệu ứng kỹ năng bậc S nha, bậc hữu hạn bậc S này các bạn. Duy nhất vào ngày 26 tháng 7. Vào game là nhận skin thôi, không cần phải suy nghĩ về làm gì nhiều các bạn ạ. Đấy, người chơi chỉ cần vào game bấm nhận trang phục Dashi Pháp sư Hỏa Long là sẽ sở hữu được trang phục vĩnh này vĩnh viễn mà không cần làm gì thêm. Đơn giản không các bạn? Chỉ cần 26 tháng 7 là mình vô chơi game thôi, đăng nhập game thôi, không cần chơi nữa các bạn ơi. Vô đăng nhập cái là có luôn trang phục. Ngon quá nhỉ. Mình thì cũng không biết trang phục này nữa, nhưng mà mình hiện tại đang biết cái sự kiện này sẽ là ngày 26 tháng 7. Các bạn chỉ cần đăng nhập vào là nhận trang phục nha. Bạn nào mà không có trang tướng ấy thì cứ nhận mình trang phục để đấy, sau này mình có tiền mình mua tướng sau, mình chơi sau cũng được. Đó, còn cái sự kiện thứ hai đó là một cái sự kiện mà mình thấy có cái vòng quay này các bạn. Đấy, có vòng quay, bên trong vòng quay có 100 triệu cái gì đây. Đó, 100 triệu này. Rồi, trong cái này là cái gì nhỉ? Để mình xem nhiệm vụ nào. Lịch sử coi. Chưa, mình chưa có. Không, mình sẽ vào cái ấy này đi ha. Mình vào quay thưởng xong rồi xem nhiệm vụ này. Đăng nhập lần đầu 2 lượt quay. Chưa hoàn thành. Cái này là đăng nhập vào cái gì ra? Ủa, what the fuck mình. Rồi đăng nhập rồi nè. Ô, 4 lượt quay luôn nè các bạn. Hết hồn. Anh phát đăng nhập cái là có là ok do mắn rồi. Là 4 lượt quay này nhầm được nè. Đã hoàn thành vào một cái game là chơi game mình chơi rồi các bạn. Cái game mình chơi xong rồi mình mới vào mới đây mình coi nè. Rồi chia sẻ trang là 1 lượt quay là chưa hoàn thành nè. Chơi một trận nè. 5 với 5 này đã hoàn thành này. Có nghĩa là vào game mình vào rồi chơi game một trận rồi đó. Xem MV là hoa chưa hoàn thành này. Đó, vào game thì ấn vào rồi, bây giờ mình chỉ còn cái gì ta, chia sẻ trang nè. Chia sẻ trang là ấn vào chia sẻ này các bạn. Rồi xe là nhận hốt một quà thôi. Đó, ấn chia sẻ thôi các bạn thôi. Rồi các bạn đăng lên Facebook là ok. Đó, xác nhận một lượt quay. Rồi, mình sẽ nhấn vào chữ trang chủ và nhấn vào chữ quay thưởng. À đây, cái trang chủ đây các bạn. 100.000 lượt chia sẻ. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này là phần quà khi mà mình chia sẻ nhiều các bạn là sẽ được cái này nhá. Còn cái này mình sẽ vào quay thưởng này xem cái gì đây. 100 là 5 giấy vẽ bùa bậc A, 150 một 500 mảnh ngọc, 200 là một đá tiến hóa, 250 là một thẻ đổi tên rương tướng chọn một. Ui, 300 này các bạn. Mình sẽ quay thử nha, xem được cái gì nha. Pew. Ui, 20 điểm các bạn ơi. Nhận được 20 điểm. Cái này các bạn có làm gì đâu, chỉ cần chia sẻ thôi, xong rồi vào chơi game thôi là các bạn vào quay thôi, đâu có phải mất cái gì đâu các bạn. Rất là đơn giản đúng không? Ui, 80 điểm luôn này các bạn. 80 điểm nè, vô nè, quay tiếp nè. Có quay được cái gì ngon ngon không? Cái này cái áo hả ta? Quần áo hả ta? Còn cái này có khi nào trôi chu 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 chu. Không phải rồi các bạn ơi, mình chỉ cứ suy nghĩ về nó đơn giản thôi. Rồi ok, 50 điểm là 100, 50 là được 500 mảnh ngọc rồi đó các bạn, là có nghĩa mình nhận được cái này với cái này đúng không. Đổi điểm tích lũy nè, đây là tài khoản full ngọc nha các bạn. Đây là tài khoản full ngọc này, tài khoản full tướng là cái này này các bạn. Ok, quay tiếp. Rồi 30 điểm đúng không? Sắt đi luôn các bạn ạ. Rồi là mình được 200 điểm rồi đó. Đó. Bạn chưa được xác nhận. Chưa được. Chúc mừng bạn nhận 500 mảnh ngọc. Mình xác nhận là mình nhận này. Đó, mình nhận này. Chắc nó sẽ gửi vào trong hòm thư cho mình thôi. Đó, đơn giản thế thôi các bạn ạ. Có nghĩa là mình xem vào nhiệm vụ nào, còn cái gì chưa hoàn thành ta. Xem MV hả? Xem MV. Xem MV 2 lượt quay nè.
còn mỗi xem MV thôi các bạn, đơn giản như đang giỡn vậy thôi á. Nhận thêm 2 lượt quay free hả? À cái này là xem MV này. Bạn chỉ được tính hoàn thiện khi nhận nhiệm vụ cày view cái 45 giây được 45 giây trở lên. Ok. Các bạn muốn quay thêm 2 lượt nữa các bạn xem cái này 45 giây là được. Ok. Đơn giản ha. Nó quá đơn giản luôn đấy các bạn. 100.000 lượt chia sẻ. Hiện tại đã có 3.000. Vậy là mình sẽ nhận được cái này rồi đúng không? Né, 3.000 sau 164.000 rồi. Ở đâu phải? 3 triệu chứ. Quên. Cái này chỉ có 2 triệu 7 lượt chia sẻ là mình đã nhận được rồi đấy. Có nghĩa là ngày 26 đăng nhập và mình sẽ nhận được cái này, đăng kèo cái này. Ghê lèo ơi, ghê quá ta. Và cái hòm luôn, 4 hòm luôn, 4 đồ luôn các bạn ơi, ngon. Rồi, đó các bạn chỉ thấy đơn giản không? Chỉ cần vào chia sẻ xong rồi đăng nhập vô thôi, nhấn nhiệm vụ này các bạn. Đăng nhập lần đầu là 2 lượt này, nhiệm vụ hàng ngày ấy. Có nghĩa các bạn chỉ cần đăng nhập vào chia sẻ một lần nữa, vào game một lần nữa và chơi một trận game mà 2 lần là một lần nữa. Xem MV á thì mình chưa hoàn thành, nhưng mà các bạn có thể hoàn thành, tí nào mình coi sau. Rồi, nói chung là mình giới thiệu sơ sơ qua về cái sự kiện này thôi. Các bạn nhớ ngày 26 vào, thứ nhất là nhận quà này nha. Nhận quà này nha, bụp này nha. Thứ hai là các bạn nhận được cái trang phục Daxi nữa, miễn phí hoàn toàn các bạn. Mà đây trang phục hữu hạn nhá. Đấy, vì thế nên các bạn nhớ đăng nhập vào. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bye bye.